Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người quay lại với kênh Tôn Ngữ Vlog. Thế hôm nay mình tiếp tục chia sẻ về cái tin tức về cái Bitcoin và giá vàng. Thì hôm nay ngày 22 tháng 3 năm 2022 thì giá vàng có tăng nhẹ và Bitcoin đã vượt mốc là 43.000. Trong phiên giao dịch ngày 22 thì giá vàng trong nước và thế giới thì đồng loạt lại tăng. Thì trong đó giá tiền Bitcoin đã trở lại mốc là 43. Thì mở cửa phiên giao dịch sáng ngày 22 tháng 3 thì giá vàng miếng SJC và công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức là 67,9 đến 68,9 triệu đồng mua vào và bán ra, thì mức giá này tăng là 100.000 đồng một lượng ở chiều mua và giữ nguyên ở cái chiều bán ra. Thì tập đoàn vàng bạc phú quý Doji niêm yết giá vàng miếng ở mức là 67,95 và 68,85 triệu ở cái mức là mua vào bán ra. Thì cái mức tăng giá này là tăng 250.000 đồng lượng ở cả chiều mua và chiều bán so với cả cuối phiên giao dịch ngày trước đó là ngày hôm qua. Thì trong cái nhiều vàng bạc chỉ của công ty vàng bạc Phú Quý là quay đầu giảm. Thì cụ thể sáng ngày 2 tháng 3 công ty Phú Quý cũng tăng giá bán vàng ở mức là 67,7 đến 68,7 triệu đồng lượng. Cái mức giá này là giảm 150.000 đồng một lượng ở cái chiều mua và chiều vào bán ở cuối phiên giao dịch trước đó. Thì sáng ngày 23 thì giá vàng thế giới ở mức là 1.931 đô trên một ounce, tăng 5 đô trên một ounce so với phiên giao dịch trước đó. Thì quy đổi theo giá hiện hành thì giá vàng thế giới khoảng 52.000 đồng và 52 triệu đồng một lượng, chênh lệch giá vàng thế giới trong nước khoảng 16 triệu đồng một lượng. Theo Michel Helson thì trưởng nhóm phân tích thị trường tại CMC Market UK thì giá vàng đang loay hoay quanh là mức 1.890 USD một ounce. Thì trong tuần này thì giá vàng có thể hướng mốc là 1.940 đến 1.950 USD một ounce. Thì trên thị trường tiền tệ thì ngày 23 thì ngân hàng nhà nước niêm yết cái tỷ giá trung tâm ở cái mức là 23.143 đồng USD, giảm 3 đồng trên USD so với phiên giao dịch trước đó. Tại các ngân hàng trung ương thương mại thì tỷ giá USD niêm yết ở mức là 22.690 đến mức 23.000 đồng USD, thì giảm 20 đồng trên USD so với phiên giao dịch trước đó. Thì ngược lại ở cái trường tiền tỷ Bitcoin ở ngày 23 theo giờ Việt Nam ấy, thì giá Bitcoin ở cái mức là 42.000 USD, thì tăng nhẹ so với cả cái phiên trước đấy. Thì hôm nay là mình đã chia sẻ về cái tin tức giá vàng và giá Bitcoin trong nước thì ngày so với ngày hôm qua. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chào mọi người ạ.